lên tên Bình Thới. Xã Bình Thới còn có tên gọi là Bến Đình. Chị và các bạn rẽ tay phải là ra Bến Đò qua Tiền Giang, còn quẹo trái là đi lên mấy xã trên, đi lên thành phố Bến Tre. Đây là ấp văn hóa, ấp 1 của dòng Sầm. Ở đây có cái chợ nhỏ của xã Bình Thới. Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Giờ khoảng 8 giờ 30 sáng. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2024. Hiện giờ Vũ đang lên phòng thuốc nam của thầy Hiền ở xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thầy ở đây là hốt thuốc miễn phí cho bà con mà có hoàn cảnh khó khăn, bệnh, không có tiền để đi điều trị, đến đây hốt thuốc nam uống miễn phí. Nhưng thầy ở đây là hốt miễn phí nên cái nguồn mà kinh phí để cho thầy mua thuốc, những cái loại thuốc không có, thầy phải mua nhưng mà không có kinh phí để mua. Thầy Vũ cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó là giúp đỡ, là phụ giúp cho thầy để thầy có kinh phí mà hốt thuốc cho bà con. Thì Vũ đã lại tới ngay chỗ phòng thuốc của thầy. Thì từ ở chợ Bình Thới Vũ lên đây là ở dòng Sầm đó. Ở đây bà con thường gọi là dòng Sầm hoặc là ở Bình Thới cũng chung nha các bạn. Đây ở trước mặt của Vũ đây là miễu dòng Sầm đó. Đây là cái phòng thuốc của thầy. Bây giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ. Đây là các loại thuốc nam. Sáng mấy cô với mấy chú, mấy anh chị đó là mang ra phơi nè. Phơi khô rồi đem vô bỏ vô bao, rồi từng loại vậy các bạn, rồi Mỹ hốt cho bà con để mang về uống. Để đây những cái loại cây thuốc nam ở địa phương mình, giống như thầy xin chỗ nào có thì mấy anh chị phụ đây là đi xin về rồi chặt rồi đem ra phơi tùy theo loại nè các bạn. Không có này là giống như vỏ cam, vỏ bưởi gì. Hướng ở dưới chợ dòng Sầm đi lên, nếu mà bà con ở xa lại đây hốt là hỏi miễu dòng Sầm thì phòng thuốc của thầy là ngay trước cửa miễu đây. Đây còn đi chút xíu lại đây nữa là cái cổng chào của Bình Trung nè các bạn. Đây là hội đông y của xã Bình Thới, phòng thuốc nam. Đây sáng bà con lại hốt thuốc nè.
thấy cũng rất là đông luôn. Nãy giờ vô thấy bà con hốt về cũng ra ra. Đây có bốc thuốc chủ nhật hàng tuần. Đây có châm cứu nữa, bắt đầu 16 giờ thứ hai thứ bảy. Chào anh. Chào mấy dì, chào mấy chị. Này mấy dì lại đợi hút thuốc ha. Dạ. Đây có bác số. Này bốc số nha các bạn. Đây là bên trong chỗ này là hút thuốc. Đây là mấy chào mấy dì, chào mấy chị nha. Hút thuốc. Ngày thầy bắt mạch xong rồi ra to rồi mấy cô mới hốt ha. Dạ, con chào cô nha. Cho hỏi cô ở gần đây không? Em ở Ba Tri, Ba Tri ở gần. Ba Tri, qua đây hốt thuốc ha, qua phụ vậy. Qua hốt thuốc. Dạ, qua hốt thuốc ha, mà chưa hốt rồi phụ luôn ha. Dạ, chưa hốt rồi phụ luôn. Dạ. Con chào dì. Dì ở gần đây không? Dạ, tôi ở gần đây, ở chợ Bình Trung nè. Dạ. Dạ. Dì xuống đây phụ hả dì? Dạ. Tôi hốt thuốc, tôi uống nay cũng được 8 tuần này. Dạ. Thấy đỡ không gì? Dạ, khỏe, nó nhẹ mình dữ lắm. Dạ. Dạ. Hôm nay xuống hốt uống tiếp rồi dạ. Phụ luôn. Dạ, bữa nay xuống hốt tiếp. Dạ. Dạ. Vậy là mỗi một rổ vậy là một thang hay gì hả? Dạ, cũng như mấy người này ta bóc thước ra. Dạ. Này là hai thang nè. Hai thang ha. Dạ. 14 bữa nay 14 thang nè, còn thường thường mình hốt là có 7 thang thôi. Dạ. Này tại chị này ở xa. Dạ. Thành ra chỉ hốt là hai thang. Dạ. Hai tuần. Hốt hai tuần mới qua lấy nữa ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Đây là những cái thùng thuốc nè, đổ ra đây để hốt. Đủ các loại cây thuốc nam luôn. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ, chào chị. Thì đang chế thuốc vô ha. Dạ. Chế vô thêm. Dạ. Dạ. Cho hỏi dì phụ đây lâu chưa? Mẹ ông thầy. Dạ. Mẹ ông thầy. Dạ. Dạ, điện chào dì. Dạ. Chào dì. Dạ. Dì hút thuốc hay dì phụ đây? Dì đi hút thuốc. Dạ, dì đi hút thuốc ha. Hút thuốc. Dạ. Chào anh. Đây ở trong là thầy bắt mạch ở trong. Thank you.
mấy cái tủ để đựng cái thuốc. Đây là những cái bao thuốc nam đã sắc phơi khô để sẵn để hốt cho bà con, quá chừng nhiều thuốc luôn. Chào chú. Đây mấy gì ngồi đợi thầy để thầy bắt mạch. Thầy đang khám bệnh. Con có là bắt được không? Đây là những cái bao thuốc nè, giờ mấy dì với mấy anh phải lựa ra coi cái loại nào có ghi trên cái bao. Phải kiếm lựa ha. Dạ. Dạ. Đây có thấy bốn anh chị này là cầm to, là mấy anh chị này hốt. Dạ. Hello. Dạ chào chị. Sao thấy to chị nhiều quá. Nhiều thuốc dạ, quá hả? To một cái to như vậy tới hơn 20 vị rồi. Dạ. 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 Bà em thấy quá chừng nhiều luôn à. Đủ loại á nè, là phần không trần bì xài hồ dâu nghèo ta mắc cỡ hà thủ ô keo thúi chân chim chùm rưỡi xương khỉ. Đẹp cây, cách, nà quao, cỏ xước, nhỏ gừa, lá lớp, đổ trọng, niên kiện, quế chi, gấm, quyết rồng, cẩu tích, tơ hồng, đinh lăng, nhãn lồng,
dông nem và cam thảo nam quá. Dạ. Đây là mất ngủ thì uống này vô cho nó ngủ nhiều. Dạ. Cái gì này có rồi nè. Chị cũng đang bỏ một to nữa nè. Đưa to là rồi em thấy. To chị cũng nhiều quá ha, nhiều vị. Dạ. Đây thuốc nam này có kèm thêm thuốc bắc nữa. Dạ. Cũng nhiều vậy đó. Dạ. Dạ. Vừa nam vừa kết hợp thuốc bắc nữa. Dạ. Vậy đây là kệ thuốc bắc. Dạ. Đây đủ các loại luôn hả gì? Dạ, đủ các loại anh. Dạ. Đủ các loại. Đây là thuốc bắc anh. Nhân trần nè. Có chữ hết đó. Quý chi nữa rồi. Đủ thứ hết. Dạ. Có người bệnh nhiều ghi một to thuốc hết chỗ ghi luôn đó hả? Dạ. Nhiều bệnh là thuốc nhiều. Dạ. Ít bệnh thì ít. Dạ. Đưa nghỉ tay. Nghỉ cao em chị. Rồi đưa nồi cái to nha. Chưa nữa nè. Rồi. Bị nằm mấy anh đây không thấy. Bệnh nặng nhiều vậy ha anh ha. Dạ. Cho em hỏi anh là phụ ở phòng thuốc của thầy lâu chưa? Gần một năm rồi ạ. Dạ. Nhà anh ở đâu gần đây không? Ở Định Trung. Dạ, ở Định Trung ha. Cái này chưa có vợ luôn nè, không cái này có ai em nào mà ấy thì cho số điện thoại luôn nè mà hết. Số điện thoại luôn. Dạ. Quá nhiều vị luôn. Coi cái bằng không có chỗ để chứa luôn. Dạ. Rổ vô như vậy luôn nè. Một rổ như vậy mà còn chưa hết. Dạ. To nữa nha. Dạ. Là một the gì đó. Nhiều lắm. Dạ. Một than như vậy nè, không biết bao nhiêu là vị luôn. Dạ. Dạ, mấy chục vị luôn. Cái này một cái dịp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một bên dịp khoảng 20 vị, bên mình khoảng 20 vị. Dạ. Nãy giờ thầy đưa mắt khám. Ở đây cũng có châm cứu nè, rồi phương tiện nữa. Dạ. Rồi chào thầy tí nữa. Con chào thầy nha thầy. Nãy giờ con thấy thầy đang khám mà con không có chào thầy. Thôi thầy khám rồi, khám chút xíu rồi hỏi thăm thầy một chút. Dạ. Thầy đang khám cho chú. Dạ. Đây là giống như em chào anh. Anh tên gì cho em? Dạ, em tên Võ Chân Mến. Anh Mến hả? Dạ. Cho em hỏi anh đang làm này là châm cứu hay sao anh Mến? Dạ, xung điện. Xung điện hả? Dạ. Làm như mấy bà con này bị bệnh bị nhức ha. Bệnh nhức với tê mỏi rồi. Dạ. Hai bàn giò với hai cái đầu gối. Hai bàn giò với đầu gối. Dạ, quay cái liên quan nhiên qua. Ok. Xong chưa? Ok. Có lịch. Có lịch. Anh được không? Không bằng. Chú Nguyễn Văn Canh, 57 tuổi, ở đây Hòa Lộc. Ok, rồi chú con hấp bệnh chút. Cho hỏi thăm chút xíu gì? Dì có thể mở khẩu trang ra được không? Dạ, con chào dì, cho hỏi thăm dì ở đâu? Thạnh Phước. Dạ. Dì tới đây hút thuốc lâu chưa dì? Nay cũng lâu rồi. Dạ. Thầy đỡ không dì? Uống nó khỏe. Dạ. Đỡ, nó bớt nhất. Dạ. Hôm nay dì hôm nay dì lên hút thuốc hai bàn. Dạ.
Không thuốc xong rồi cái này là gọi... xung điện. Xung điện. Dạ. Cũng như là gọi là chăm xung điện ha. Cái này xung điện, có xung điện chăm cú là khác nữa phải không? Dạ. Cái này không có chăm cú. Dạ. Chân trên chân gãy hấp luôn em ơi. Hỏa thuốc. Còn cô chú anh chị ngồi ngoài đợi nữa theo số thứ tự. Dạ chào chú. Hôm nay vậy nhiêu tuổi rồi gì? 63. Dạ. Uống nam này nó khỏe. Dạ. Nhất đồ mình uống nam có trị nó không bị ảnh hưởng bao tử luôn. Dạ. Dì uống đây lâu chưa? Uống hồi nhà ở dưới kia này năm. Dạ. Thấy đỡ rồi tiếp tục hả gì ha? Dạ. Tốt uống tiếp. Dạ. Bên đây gì cũng chào về cho hỏi gì bị sao? Dạ tôi bị khối quá khớp. Dạ. Dạ khớp lưng rồi khớp đầu gối nữa. Dạ. Dạ. Hôm đó này xuống đây hút thuốc với trị xung điện này cũng bớt hay gì? Dạ cũng đỡ khỏe khỏe mà nó nhẹ người dữ lắm. Dạ. Rồi tôi uống thuốc nay cũng được 8 tuần rồi. Dạ. Rồi, ông thầy cho tôi nghỉ 2 tuần nay tôi lại tôi uống thêm. Dạ. 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 Ở gần đây không? Dạ tôi ở Bình Trung sát đây nè. À Bình Trung ha. Dạ, dạ Bình Trung. Dạ. Dạ dạ. Dạ được rồi, sáng ăn rồi. Một cái máy là một lần ấy được hai người. Rồi mở máy. Chỉnh cái xung chắc là mạnh yếu. Lấy giùm bên. Bình bình nữa lấy cái bịch nè bình. Mỗi lần mình chạy về là bao nhiêu phút anh? Dạ 30 phút. À 30 phút. Mỗi ngày bắt chú mỗi ngày chứ mỗi ngày nó tông nó được ăn nhượng nó tông linh cái dọn này có nè.
Rồi, mỗi lần chạy xung điện là 30 phút nha các bạn. Chào chị phụ ở phòng thuốc của thầy lâu chưa? Dạ cũng năm rồi. Dạ. Đây mấy chị em biết ở đây là cái đến đây làm từ thiện, đi, dạ. Đi lấy thuốc rồi đó, khi nào dạ. Thiếu cái gì đi lấy cái đó. Mình lấy là mình đi xin hả chị? Đi xin rồi đi tìm kiếm rồi dạ. Thiếu cái gì là phải đi kiếm cái đó để dạ. Cho đủ thuốc hốt để cho mình dạ. Ra uống cho hết các bệnh đó. Dạ, là ở đây là được mấy chị với mấy dì là phụ ở đây đông không? 4-5 người. Dạ. Có khi cũng nhiều, có khi cũng ít, nói chung là người ta cũng công việc làm ăn, khi đầu quở thì người ta đi phụ vậy đó. Dạ. Tại vì làm đây là làm thiện mà. Từ thiện. Dạ. Thiện phụ đâu có lấy tiền lấy đồ gì đâu. Ông thầy ông cũng hút thuốc từ thiện, ai thì có thì để, không có thì thôi. Còn đây cũng vậy, chị em cũng tự đổ xăng tự đi làm phụ. Dạ. Ở đây là một hốt theo tháng hay là một tháng mấy lần hay là tuần hay sao chị? Một tuần thì hốt mỗi một tuần là hốt ngày chủ nhật, còn ngày thường thì ngày nào ông thầy hiện ổng cũng chăm cứu hết á. Dạ. Chăm cứu chạy điện chiều hết. 3 giờ, chiều 3 giờ. Còn giờ. Ai mà bệnh nặng á thì ổng cũng đi đến nhà người ta chăm luôn. Dạ. Ai bệnh nặng rước đi á. Dạ. Thầy đi. Dạ. Cảm ơn chị. Làm rước thầy đi thầy cũng đi luôn. Dạ. Dạ. Có thầy chị ở xa ta đi không được á. Dạ mấy người này nè, chỉ vô phụ chứ gì bán cái số nữa nè. Dạ. Chị đi bán cái số, có ai dạ. Ủng hộ cái số cho chị thì đến thì ủng hộ. Dạ. Ê, đi lại đây phụ rồi bán hết cái số chưa? Hết rồi. Tại vì tôi bán ở ngoài. Tôi bán ở ngoài á rồi tới ngày chủ nhật tôi đi phụ vậy thôi chứ. Còn dạ. Trước tôi cũng bệnh tôi về đây tôi trị nên hết rồi. Dạ, hết rồi ghé đây phụ luôn. Ơi. Dạ. Tại hôm trước tôi bệnh tôi đi không được với á. Dạ. Bệnh là tôi bệnh khớp gì để điện nè. Dạ. Rồi tôi bị bệnh tai biến nửa thân người á. Dạ. Cái tôi về đông thầy là trị bệnh tôi hết. Dạ. Tôi xong rồi chị có thuốc thiện. Dạ. Là cũng như mình đi bán cái số mình tranh thủ mà mấy đúng bữa rồi. Thuốc của mình ghé là mình phụ. Ngày nào tôi cũng đi bán mà tôi bán ở vừa á, tôi bán xa lắm. Dạ. Nhưng mà ngày này hút thuốc cẩn với tôi là. Dạ dạ. Chị bệnh sao? Tôi bị bệnh bác sĩ nói tôi bệnh tai biến. Dạ. Nhẹ. Dạ. Mà tôi đi không được, máu tôi đông á. Dạ. Tôi về đây nè, ông thầy hút thuốc nè, chăm cứu nè, chạy điện nè, kéo cơ rồi trị cho tôi nè. 2-3 tháng này tôi hết rồi. Dạ. Thầy cho em hỏi chị là tên gì? Tôi Nguyễn Thị Thí. Dạ. Là chị nhà ở đâu? Tôi ở Lịch Cừa. Dạ. Là ở Lịch Cừa rồi xuống đây. Ê. Dạ. Mừng quá ha, xuống đây trị hết rồi mừng quá. Ê. Dạ. Mà miễn phí nữa không? Ừ. Để... thùng từ thiện ai cho nhiêu ai có bỏ tiền thì ông thầy hút thuốc bắc cho người ta đó tụ thuốc bắc á. Dạ. Ông thầy chị bệnh tiền ai tiền đồng hợp tâm bỏ như vợ. Dạ. Này với tiền. Rồi bữa chị bán vậy là nhiêu tờ? Có 100 tờ. Dạ. Thì ông xã chị làm gì? Ông xã chết rồi. Dạ. Thì chị có mấy người con? Có một. Dạ. Lớn rồi hả chị? Lớn rồi. Năm nay chị nhiêu tuổi? 48 tuổi. 48 tuổi. Dạ. Rồi sáng xuống đây phụ tới chiều luôn hả? À, tới chiều bây giờ xong dạ. Thuốc rồi đậy thuốc phơi thuốc hôm trước rồi ở đây tôi chặt thuốc rồi tối ngày á. Dạ. Chặt thuốc phơi thuốc rồi nơi tôi mất bệnh rồi tôi đi làm được ngày tôi về dạ. Tôi làm chạy chủ nhật tôi đi xuống tôi phụ thôi. Dạ, dạ. Còn ngày thường ngày nay tôi làm được tôi về nhà tôi đi làm đi bán gì đó. Dạ kiếm sống thôi. Thứ bảy chủ nhật tôi đi xuống phụ. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Sáng, ăn dạ. Dạ, dạ. Chị cho em hỏi là giống như thế này là bà con cũng mang lại luôn hả? Dạ, ở đây bà con từ đầu tủ đầu niệm dạ. 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 Giới thiệu luôn. Bà ba đây. Dạ. Đây nấu rắp nhau mà người người tay chân vậy đó. Dạ. Dạ, quá chừng luôn. Đây là tàu hũ, đồ hũ đồ. Đem lên cho mấy cô, mấy dì, mấy chị phụ ở đây ăn. Kêu thầy ăn. Mới ăn. Mời mọi người vô ăn đi. Mời vô xuống ăn sáng luôn. Vô ăn rồi hả? Đây mấy người phụ đây nè, cái đói vậy nè, cái đáp nhau ăn. Dạ. Đây
đầy đồ từ thiện, đồ chay mà không có tiền mua. Dạ. Rồi vậy tôi không à. Mọi người đem tới. Rồi vậy vậy gì giới thiệu cho con món gì đi chứ gì bưng lên này. Đây. Đây. Dạ. Chào gì, gì thứ mấy cho hỏi gì thứ mấy? Thứ ba. Dạ. Ba cục ở Định Trung. Dạ. Định Trung. Dạ, như là sáng nay đem đồ ăn xuống đây rồi cho mấy dì với mấy cô mấy chị ở đây ăn ha. Món gì? Món hủ xào cháo ớt. Dạ, một món ăn. Dạ. Rồi canh chua chay. Canh chua chay hai món dạ luôn. Canh chua chay, đồ xào chay luôn, không có dạ tiền mua hủ. Dạ. Rồi vậy nhiêu đó thôi. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn gì. Dạ. Dạ. Rồi ngồi ăn đi. Trời trả trả đồ nghe, trời tôi quên quên. Dạ, để con lấy cho gì rồi, cảm ơn gì. Ông kia mưa tôi nhét nhét rồi tôi quên tôi lấy tôi ê tôi trả 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 quên. Dạ. Rồi giờ ngồi ăn đi. Muốn gì con nhét nhét tôi quên quên quên. Này thầy nha. Lấy thuốc cho bà con. Khi này bị bao tử dưới đường. Rồi giờ chắc nói thầy ngưng chút xíu hỏi thăm thầy chút. Còn khách vô nữa. Đợi thầy khám chị này chút xíu nữa thì Vũ xin thầy ngưng chút xíu Vũ hỏi thăm thầy. Chị này ở xã Thừa Đức. Mấy dì với mấy chị ăn sáng xong rồi giờ bắt đầu vô hốt thuốc tiếp. Thầy bắt mạch rất là lâu luôn. Bỏ điều tay với chứ tay tay ngang mà. Ủa sao cái thằng này quá sao luôn quá. Rồi sao mà nó bụng hốt luôn. Trời ơi. Ai đi lửa từ gần cổng ra luôn. Bóng ba tờ luôn. Dạ con chào thầy. Dạ. Thầy ngưng cho con hỏi thăm thầy chút xíu ha thầy ha. Nãy giờ thấy bà con tới bắt mạch hốt thuốc cũng đông quá thầy. Dạ. Dạ. Thầy cho con hỏi phòng mạch hốt thuốc của thầy là thầy hoạt động nay bao lâu rồi thầy? Hoạt động nay khoảng hơn một năm là giờ về đây. Dạ. Dạ. Là hốt một tuần vậy mấy lần thầy? Mấy... một tuần thì một ngày chủ nhật. Dạ. Một ngày chủ nhật. Dạ. Là một tuần hốt một ngày thôi, ngày chủ nhật các thầy suốt ngày luôn. Dạ. Dạ. Ngày chủ nhật. Dạ con nghe nói thầy đây hốt thuốc rồi điều trị bệnh cho bà con chăm cứu với chạy điện đồ là miễn phí hết hả thầy? Dạ, miễn phí hết. Dạ. Hốt thuốc thì ngày chủ nhật. Còn hàng ngày thì 4 giờ nữa thì mình chăm cứu từ thứ hai tới thứ bảy. Dạ. Con thấy đây bà con bệnh lại đây hốt thuốc rất là nhiều luôn rồi. Cái thuốc này là thầy phải mua hay sao thầy? Một số thuốc nam thì bà con bà cho rồi mình đi lấy đi kiếm. Dạ. Còn một phần thì có những loại thuốc mình phải mua thêm.
Dạ. Rồi mấy cái loại mua thêm về kinh phí có đủ để thầy mua để tặng cho bà con không? Nói ngay thì cũng không đủ. Tại có những loại thuốc mình phải cần để mua thì nói chung là nó không có đủ cái sinh phí. Dạ. Thì bà con bệnh nhiều quá lại rồi không có đủ thuốc thầy phát thì sao? Thì nói ngay nha, có bao nhiêu thì mình hỗ trợ bà con bao nhiêu, làm bao nhiêu. Mình hút thuốc á thì cũng có, mình hỗ trợ hút thuốc cho bà con một phần thuốc bắc. Thì kinh phí nó cũng có nhiều. Có nhiều thì cũng nhờ để mà hỗ trợ cái phần thuốc để hút cho bà con. Thấy cũng nhiều chi phí quá ha thầy. Nói chung là chi phí mình phải vận chuyển về. Nhà thuốc là ở Bình Đại mình hay là những cái nơi khác thầy? Cũng ở gần thuốc Nam thì ở các cái xã ở gần Bình Đại mình. Dạ. Thì hiện tại thì mình cũng cần cái hỗ trợ để mà mình mua thêm thuốc bắc á, để mình hốt cho bà con nghèo. Dạ. Yeah. Lượng thuốc bắc đó thầy mua như hàng tháng vậy nhiều tiền không thầy? Theo hiện tại bây giờ đó thì khoảng là khoảng 7-8 triệu cho một tháng. Dạ. Thì hồi trước giờ thầy làm về thì cái số tiền mà mua thuốc đó là tự thầy xuất tiền ra hay là của Mạnh Thường Quân thầy? Cũng như hốt thuốc thì bà con có bỏ vô rồi lấy cái đó ra để mình mua trở lại cho bà con. Dạ. Giờ thì cũng như mình cần cái thuốc. Dạ. Cần cái thuốc để hỗ trợ để mà mình hốt cho bà con. Dạ. Cần cái thuốc bắc á. Dạ. Để phụ hốt với thuốc Nam để cho nó điều trị tốt hơn cái này cho nó mau hết bệnh. Dạ. Nhưng mà thuốc nói thuốc bắc mình nói tổng vậy thôi chứ nó nhiều vị nhiều loại thuốc lắm hả thầy á? Nó cũng nhiều loại nhưng mà ở đây thì mình xài thì cũng khoảng hơn chục vị. Dạ. Loại thuốc Nam này quá chừng nhiều luôn. Là thầy phải bổ sẵn về vậy nặng để hốt cho bà con hả thầy? Mình phải lúc nào cũng trữ luôn hả? Mình phải dự trữ. Dạ. Mình phải làm đi lấy liên tục. Dạ. Để mới đủ cái lượng thuốc để hốt cho bà con. Vì bà con hốt ngày cũng đông. Dạ. Phòng thuốc thì cũng có cần một số thuốc bắc để hốt cho bà con. Thì có những cái đó thì nhờ cái sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân để mà giúp đỡ để mà có được cái kinh phí để mà mình hoạt động phòng thuốc. Dạ là con cảm ơn thầy. Chúc thầy có nhiều sức khỏe để khám bệnh để hút thuốc cho bà con nha. Dạ, xin phép thầy con về nha thầy. Dạ. Bây giờ con về mấy dì với mấy chị mấy anh ở hút thuốc.
Dạ. 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 Dạ 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 con đây. Dạ. Dạ có rồi. Rồi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa là giúp đỡ cho thầy có thêm kinh phí để thầy hút thuốc cho bà con. Con chào gì con về nha. Dạ. Dạ. Con tên Vũ. Dạ. Con chào gì con về cái gì? Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hết. Dạ.